Hello, xin chào cả nhà, chào mấy anh em. Hello cả nhà. Bữa nay xuống mà nhà của chú Mốc làm cái cửa buồng cái nữa, mình giao nhà cho vợ chồng chú Nóc luôn cả nhà ơi. Nên coi quét chảnh bà xã. Rồi chén bát gì rồi ở trong đó dòng xong hết chưa? Mua cho chú cái bếp ga mới luôn cả nhà ơi. Cái bếp ga đó là nãy của anh Đường á, tổng cộng là 1.360.000, nhưng mà tài trợ 260.000. Rồi ảnh lấy 1.000.000. Làm cái cửa buồng này nữa xong rồi cả nhà ơi. Dừng cái cửa buồng này nó là ok nha. Út cây con mua được rồi. Có dư thì bắn thêm con nữa. Trời, chuyện gì chứ bắt em làm mẹ lắm. Tao bắn cho nó quay nó đây. Thất nghiệp cùng kiếm cơm. Thất nghiệp còn đi kiếm cơm nữa chứ. Hạ xuống dưới lau cái đi Út Thành để vô Út Thành. Cái tay so cái mí coi. Ở đây lo theo cái cột nè. Lại cho bằng rồi chắc nè. Cũng mà đó vừa đó vịn chắc vô đó vô là được rồi đó. Làm lại chưa? Ok. Cái ghế cao không kiếm cái hang mà không chút lấy cái hang mà đó. Thì bán lớp dưới đi trên người ta bắn được luôn. Tới được đầu bắn được anh. Thank you.
la nhà lâu xe sang. Cho nó hơi chèo tí tí nó mới đẹp. Em bây giờ luôn khỏi cần cắt. Đúng rồi. Nhắc vô ém vô luôn. Lấy cây bột lên nha. Đâu vô đó cho nó gọn vàng. Đâu nữa? Chị biết gọn không? Hên xui quá rồi. Tại nó sai luôn rồi. Chặt. Mày ổng lẹo lắm. Không đâu đâu. Nó là thằng Mỹ nè thôi chứ thằng Mỹ nó gian này. Tiếng làm được nữa ta? Được rồi, buông ra. Thứ gì ta làm được. Anh em làm thêm hai cái cửa nữa rồi cả nhà. Đây là lại 69 không? Đây là lại 96 chết liền. 79 đi rồi nè, ông làm bánh lúc này. Trời ơi, 69 đập 79. Nên ta nằm rồi. Tàn mạc luôn. Tàn mạc luôn. Buồn chết luôn. Có em tưởng là đằng này là đằng kia đó 69, đằng này 96 chứ. 79. Rồi cái khung này cái miếng gạch này vừa không? Cái khung để ấy này miếng gạch này vừa không? Đợi xui đi chạy. 8. Cái đó hình như là cái cửa anh Tiến bắn hai cái xong rồi cả nhà ơi. Giờ tiếp tục làm cái khung này là để bàn thiên. À trời. Bàn thờ. Cái trang. Để ly hương. Cái này nghe cho canh ngay cho đẹp nha. Lại dứt. Chẳng làm luôn cho nó muốn đầy đủ hết luôn. Đây. Anh em cũng mua ít đồ cá nhân dùng cá nhân cho chú móc luôn. Bắn xung quanh rồi.
Rồi, mình sơn chén gì đầy đủ hết. Bếp ga. Bây giờ mới mua thêm cái tủ để bếp ga luôn. Để bếp ga để chén luôn được cả nhà ơi. Ở ngoài này là giáp vô nữa là xong rồi nha, em kia em sợ ui. Vô đo đi ra cho cắt luôn. Đo cửa buồn nào bạn Thanh ơi. Lấy cái sắt ra vô đo rồi cho cắt luôn chạm. Ơi có má này nè. Rồi cái thước rồi hả? Cái thước nó giữ chỗ không sao? Được quá ha. Bình Dương giờ bắn cũng được quá ha. Sợi chấm mà. Nãy có bà cô nó tưởng anh tính ở lại đây cho em 2-3 ngày kiếm thù lù gửi về cho bà cô. Mà chút xíu anh tiến về đâu có gửi được. Thù lù hả? Ừ. Nói gì kêu cô gửi địa chỉ thù lù chị bệnh. Thù lù giúp khoai nấu nước chị bệnh gan quá. Bữa đó em thấy ở đâu có thù lù nhiều lắm không? Tối này mày định vô bài nào? Có gì nữa? Đừng cho hỏi quá. Được rồi, dưới vậy dưới trên vậy rồi được rồi, hỏi gì đâu. Đó, ở trên nó dưới vàng nó bằng nhau rồi vậy được rồi. Thôi thôi đừng đem lên nữa. Bắn con đi. Không có dưới không sao. Sao cho nó hảo quá con không được. Chú ngủ xuống ha, trên là muốn lên nó xuống. À chú móc con kêu muốn xuống xuống gian nãy chàng ơi. Nghe lại đi, nghe lại thầy tránh đi, bắn đi đừng cả. Giáp cái cửa này vô nữa, cái cửa nhà tắm rồi nó xong. Cứng gì cứng vô anh đi. Chúng đi cột rồi, cột. Sắt tới vậy. Cửa dưới lại không anh, ở dưới kìa anh chạy chạy hoài kìa đưa vô coi. Chưa bắn nó chưa, đảo nó cắm bắn hoài nó chim vô, thả nó chim bờ nhẹ vô, nó khẽ nó chim vô. Đẹp không cả nhà? Xong một cái cửa này nữa. Này anh Tiến với Úc Hành, anh Tiến xin tính đang dắt cái chổng vô cho cô chú luôn cả nhà ơi. Rồi đó cũng có mua thêm bổ sung thêm cái giường. Đấy, lấy cái ở trên kia. Lạnh xuống, lạnh xuống. Lấy cái khe cái dao cắt này là hết. Lạnh xuống, nó lạnh. Mình sẽ quét vòng vòng nữa sao? Quét vòng vòng cho nó sạch đi vậy nữa. Có gì cô chú chùi lại. Cái gì? Ủa cái chổng này không đâu có. Đó, cái gì còn gì trong này nữa nè. Đây, đóng rồi cả nhà ơi. Ủa cái tủ chưa điện chở xuống rồi kìa. Còn mới luôn nha, còn bộ nha. Chúc cô chú kiếm mẹ vài đứa. Em đi. Cái dao có dao là đó không cắt dây nè, có dao đụng anh để em lấy chồng này. Chặn vô luôn đi em. Rồi, nhảy xuống được rồi. Đây là mình không nhận được cái đó. Đó là.
xuống chưa, xuống chưa? Xuống anh Tính ơi, được rồi, nói vậy đó Tính ơi. Không được rồi, được rồi. Không vậy đó. Đây là rồi. Được rồi. Không được nữa, đừng lưng xuống nữa. Đừng xuống nữa. Rồi, đưa xác. Đưa xác vô vách luôn. Cắt luôn xuống dưới đó. Rồi. Quá đẹp. Rồi cái rồi cái bao đồ nó đâu phủ luôn đây. Đây dán đũa nè, quay luôn đi. Dán xong chén rồi luôn em. Dán xong chén rồi luôn em. Có chổng ngồi rồi, Nghĩa ơi. Nghĩa. Cái này phải vui là có kia hát vui hả gì? Vô nhà máy nè, cô So ơi. Được quá ha, anh Tiến làm được quá ha. Nhà chắc cũng phụ chị dữ lắm nè. Sao thấy bây giờ bữa nay chính thức là cái nhà này của cô chú nè, cái cảm giác nó như thế nào? Rồi đó. Rồi. Đâu quá. Ủa, cái cây tháo ở đâu rồi? Lên. Cây tháo lử quá. Lên nhà đi, lên nhà đi. Dạ gì sốc vô cứ ngắt à. Cái không sao. Thôi chờ cái sốc một cái bóp để nó lửa rồi. Nào cái con cứ để nó lửa. Kê kê qua đó ngồi đi, qua đó ngồi đi. Thôi để được cái cắt đây vậy. Ừ, thử cho con mắt tao rồi chứ. Cắt ra đừng lấy nha. Sốc kiếm. Đồ toàn bộ là đồ mới hết trơn nha. Thì xài thì cái nào dơ giấy thì mình chùi rửa. Thôi giờ mới rồi, cô chú kỹ lưỡng nghe, dọn dẹp rồi, cho nó gọn ghẽ nghe, dài bữa tôi xuống thăm nha. Dạ. Lụm cái quần trên đất của anh xuống lại. Để dưới luôn nè anh, để dưới luôn nè anh Tiến, để dưới luôn, để dưới gạch luôn. Để bên trống nè. Rồi mới bếp gà luôn, biết xài không, bếp gà biết xài không? Cho nó hướng dẫn chú. Hả? Bếp ga biết xài không? Hướng dẫn chú á. Này giáp vô gọi hết rồi. Thì chỉ là bật công tắc lên, mở ga ra, bật công tắc xài. Rồi xài xong rồi thì lại khóa ga, lại khóa cái nút lại, gài lại cái rồi. Rồi, đó, có lửa hay không? Đó, rồi lửa rồi. Lửa rồi đó. Có lửa mày được ấm cúng nhà cửa mày được. Này là muốn khóa là dẫn không, ra nè. Cái xài này là khi nào mở này thôi nhận xuống này cái xài này này mở ra là bật lên nè, xong mở ra rồi rồi nè, sau này mình xài xong đó là mình tắt cái này trước nè, khóa lại ga cho hết ga đây nè. Ồ, sau rồi mình tắt cái bên này đúng rồi, cái đường nó đã nói giờ phải nhận cái nút gạt gạt cái bên đây là trước khi mở là mình xài này mở ra nè, mở này nhận này bật lên nè, rồi để cho nó cháy nó, dù mình muốn không nấu nữa nè, cái mình khóa lại trước. Khóa này trước, chạy nó cháy hết cái lửa đi. Nó hết cái ga trong ống đi nè. Rồi mình tắt. Nó tính độ an toàn. Nó là an toàn. Để không có cái ga nó không còn chứa ở trong cái ống này nữa. Chút xíu nó chở cái tủ xuống nữa là mình để lên bếp ga lên luôn. Cái này cao quá, sao bỏ mắm tới trời. Trời, tới được không? Tại cái này nó hơi cao. Đó, đó không, trong này nó có để cái chổng em ơi. Lên tính nhà mang dư sức á. Tại em lùng. Để chổng để cho nó ok hả? Vừa bắn cái cửa, bắn cái cửa nhà tắm thì nó xong cả nhà. Dưới nè. Dưới thì kẹo luôn rồi đó quên. Bắn đi. Thoải mái đi. Có cửa sổ để đây đúng rồi ha, mát. À, đem cái tủ xuống cái này giờ nghỉ trưa nó không có đem xuống hay gì cả nhà. Mua cái tủ để đây với cái bếp gà để ngay chân nhỏ chỗ này nó là ok. À.
làm cái chỗ để thờ Phật luôn cả nhà ơi. Đây thì nãy giờ mấy anh đi về xã em rồi, tủ cũng đã chở xuống rồi. Góc gạch. Đã hoàn thành nha. Hôm nay mình cũng giao nhà lại cho cô chú luôn. Đây em cũng thay mặt vợ chồng của chú Móc và bà con ở đây cũng cảm ơn anh Long vì anh với anh Dũng với anh Tony rất là nhiều nha. Cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều nha. Thì bữa nay thì ngày 14 cũng ngày tốt cả nhà ơi, anh em cũng hoàn thành cái nhà cho vợ chồng của chú Móc. Thì hiện tại bây giờ thì em sẽ bàn giao lại cái nhà cho gia đình chú Móc với cô So luôn. Thì tiền vật tư, tiền xây dựng đi đứng đầu đó này kia thì ăn uống đồ bác sĩ Trạng sẽ công khai lên cho cả nhà xem. Này, cái nhà này mình làm bao nhiêu tiền nha. Lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, dì anh Long, anh Dũng và anh Tùng, tất cả các bà con nơi đây, anh em trên đất miền Tây, anh Tú Bất Trước, cả anh Thợ Hồ. Thì đây em xin đọc cái số tiền của mình để mua dụng cụ, vật liệu để mình làm cái nhà cho cô So với chú Nóc nha. Tiền cho anh Kẻm là 15.200.000 đồng, gạch xi măng đá cát là 9.460.000, gạch dán lót với cái giường là 4.196.000, như dụng cụ thao rồi là nồi đũa chén nữa là em đã mua trên đông hẩm là 806.000. Rồi chính sau mình mua thêm ống nước với một số vít để làm với thêm dây điện để văng trong nhà người ta qua đó cả nhà, đang nhờ cả nhà là 1.000.000. Tiền thợ đó, thợ hồ với tiền thợ sắt, nhà tiền chế với ăn uống, mua thêm lặt vặt cao su rồi nữa là 10.000.000. Mua thêm cái bếp ga là 1.360.000, mà cái anh Trường này anh bớt 260.000 còn 1.100.000. Thêm mua thêm cái tủ cái bếp ga nữa là 1.000.000. Thì tổng cộng số tiền trong cái nhà này là 42.600.000 đồng. Tổng các mạnh thường quân ủng hộ như các mạnh thường quân dì anh Long, anh Dũng là tổng cộng là 63.000.000. Em trừ lại cái số tiền mà mình cắt xây dựng là 42.600.000 đồng, là còn 20.400.000 đồng. Bây giờ 20.000.000 này anh em mới gửi lại cho thêm chú Nóc và cô So, thì thêm 1.000.000 nữa thì số tiền còn lại là 19.400.000 đồng. Thì sau đây là em xin một lần nữa chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, anh Dũng, anh Long, dì anh Tùng và bà con nơi đây, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho chú Nóc và cô So có được một cái mái ấm an tâm để làm thêm kinh tế và phát triển. Một lần nữa em xin thay mặt anh em chân thành cảm ơn mạnh thường quân và anh chị rất nhiều ạ. Thì đây thì em cũng cảm ơn mấy anh mấy chị rất là nhiều, mấy cô rất là nhiều. Thì còn lại cái số tiền 19.000.000 đó thì em sẽ giữ đây. Thì nói chung thì mình có cái cơ hội để có cái dịp sau mình có giúp đỡ được cho ai á thì mình sẽ bù đắp vô mình làm tiếp cả nhà ơi. Thì chừng nào em sẽ làm một cái nhà nào đó em sẽ công khai cái số tiền này lên cho mấy anh mấy chị và mấy cô biết. Giờ đây cô So với chú Nóc có lời nào với mấy cô mấy anh đâu không ạ? Cảm ơn xúc của chú Nóc với cô So thế nào? Bữa nay mình nhận được cái nhà nè cô So. Cái nhà thì bây giờ vừa ý cái nhà này không? Không được.
Rồi cô với chú có lời cảm ơn nào. Dạ, cảm ơn nhiều. Hai ông bà khóc luôn rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì cái nhà thì con so với chú nó có thấy cần sửa gì thêm nữa không hay là gì đó thôi được rồi. Chỉ là quá quá đẹp rồi ha. Thì bây giờ thì nhà tắm mình cũng có cửa đồ xong xuôi. Đây thì bếp ga thì em cũng có mua. Cái tủ cũng khá đẹp. Để nên nói chung là đầy đủ hết rồi cả nhà ơi. Đặc biệt á cái nhà của cô so với chú nóc á là không có điện, mình không có hỏi cái đường điện để vô được cả nhà. Nếu mình vô á thì rất là xa. Nhưng mà vô được thì xuống nóc với cô so hàng tháng á, nghe nói là xuống góp tiền điện đi hoài không có trả được nên nếu 1-2 tháng người ta cũng cắt điện à. Thì đây thì chú Nóc nếu mà được cái nhà mới thì với cái phần hỗ trợ 1 triệu hỏm của anh Long cho đó, để chú Nóc để mình mua cái giấy số cái gì đó rồi mình đi bán thêm với mình kiếm thêm cuộc sống hàng ngày. Thì cũng dán màn ăn đồ cho ông bà đỡ lên nha. Giờ có hai vợ chồng già thì mình cứ nương tựa nhau mà sống nha. Thì có cái gì thì tụi con sẽ ai có gửi gì đó tiền hay gì đó thì tụi con hỗ trợ thêm, tụi con sẽ đem xuống đưa cho chú thêm. Cảm ơn. Cái nhà quá mừng. Cảm ơn mấy cô mấy anh mấy chị ở trên này nè. Tụi con thì chỉ có công sức thôi nha. Thì thật sự thì em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Tụi em làm cái nhà này cho chú với cô thì có cái gì sơ sức thì xin cả nhà bỏ qua giùm cho tụi em nha. Nói chung là mình cũng chung tay góp sức để giúp cho những người khó khăn cả nhà ơi. Thôi bây giờ cũng trưa rồi. Em cũng chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Anh nó làm nhà xong quẩn gắt te tua cho cả nhà ơi.